tăng chủ để đáp lời. Thánh kính chính quyền địa phương các cấp, kính ban đại diện hội thánh Cao Đài và thánh Tây Ninh, kính quý ban cai quản chức sắc chức việc, kính quý ban cai quản các họ đạo, các ban bộ nhạc lễ đồng nhi đạo về, cùng quý ông bà cô bác anh chị em gần xa thân mến, vô cùng biết ơn quý vị đã nhín nhiều thì giờ không quản ngại đường xá xa xôi đến làm lễ tang theo hàng phẩm chức sắc đúng nghi thức đạo, cùng và chỉ đưa linh hồn cha chúng tôi được nhẹ nhàng trở về cõi thiên liêng hằng sống. Kính thưa quý vị, được tín nhiệm bổ đi hành đạo tại họ đạo Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp là một niềm vinh dự cho gia đình và cũng là một nỗi lo âu, sợ làm không tròn phận sự phụng sự nhân sanh và trọn trung cùng hội thánh. Nay cha chúng tôi đã mang trọng bệnh, gia đình chúng tôi đã một lòng lo chạy chữa nhiều bệnh viện, nghe nói có thầy hay ở đâu là chúng tôi tìm đến. Đến nay cha chúng tôi hơi đã tàn, sức đã kiệt và đã nhắm mắt ngàn thu vĩnh biệt. Đó cũng là quy luật của thiên điều, có sanh có tử. Chúng tôi luôn nguyện cầu hai đấng phụ mẫu từ bi ân sĩ đã hết lòng lo lắng thăm hỏi ân cần và tụng kinh cầu bệnh cho cha chúng tôi giảm đi một phần tội lỗi, chắc rằng Đức Chí Tôn sẽ ân xá tội tình và cứu xét. Một lần nữa tan ra chúng tôi không biết lấy chi đền đáp tấm chân tình quý báu ấy. Chúng tôi chỉ biết nghiêng mình cúi đầu cảm tạ và cầu nguyện Chí Tôn Phật Mẫu ban thật nhiều hồng ân cho gia đình quý vị. Cùng lời cảm tạ của gia đình, chúng tôi còn có bác hai ở bên Mỹ, chú năm của chúng tôi ở bên Úc và chú Úc của chúng tôi ở Canada cũng đã chia buồn cùng gia đình và cũng tỏ lòng tri ơn quý vị, tri ơn các ban tang lễ cho cha chúng tôi. Chúng tôi một lần nữa xin nghiêng đầu cảm tạ và trong lúc tang ra bối rối có điều chi sơ xuất, xin quý vị niệm tình tha thứ. Chúng tôi đồng tái tạ. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Phần sau cuối cùng mời chức sắc chức việc quý ban bộ và chư đồng đạo nam nữ kính mời cầu siêu.